Xin chào quý anh chị và các bạn, hiện tại thì em đang có mặt tại Toyota Bắc Ninh. Trong khuôn khổ video này thì bên em vừa về được một chiếc Toyota Veloz Cross phiên bản tiêu chuẩn màu đen vừa về bên em, thì em sẽ làm video để giới thiệu về ngoại thất chiếc xe này, cũng như là phân tích cho anh chị về chiếc xe này, cũng như là thị trường nó như thế nào, và phân tích sửa so sánh với cả Xpander. Thì Veloz thì được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia với hai phiên bản là tiêu chuẩn trước mắt chúng ta đây, có giá niêm yết là 648 triệu, và phiên bản cao cấp sẽ có giá niêm yết là 688 triệu. Xe thì được trang bị động cơ 1.5 lít 7 chỗ ngồi. Thì chiếc xe này nó sẽ bằng giá với cả chiếc Xpander. Em sẽ tính cho anh chị phiên bản này giá lăn bánh tại Bắc Ninh nhé. Thì giá xe là 648 triệu, anh chị cộng giúp em là 4,8 triệu tiền thuế này, cộng với chi phí đăng ký đăng kiểm sẽ rơi khoảng tầm 720 triệu là chi phí lăn bánh tại Bắc Ninh. Thì giá này nó sẽ là bằng luôn với cả bản Xpander. Thì theo cá nhân em trải nghiệm thì hai phiên bản nó có gì khác nhau, thì thứ nhất là Veloz nó sẽ thiên về tính năng an toàn và nó sẽ thiên về các sử dụng gia đình hơn. Còn Xpander thì thực sự là nếu theo cá nhân em thì khen có mà chê có, thì nếu mà anh chị để chạy gia đình thì em sẽ đánh giá Veloz cao hơn, còn nếu mà anh chị chạy kinh doanh thì em sẽ đánh giá Xpander cao hơn. Thứ nhất là vì sao về Veloz nó sử dụng gia đình tốt hơn, vì cái thứ nhất là cái dáng nhé, anh chị để ý cái dáng trông sẽ thể thao hơn, nó sẽ đỡ dịch vụ hơn so với cả Xpander. Và cái thứ hai, xe được trang bị là 6 túi khí, nó hướng đến tính năng an toàn. Thứ ba là xe được trang bị là điểm cảnh báo điểm mù trên gương này, hỗ trợ người lái nhé, sẽ hỗ trợ cho gia đình này, và có cái cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, đấy là những cái tính năng an toàn để hỗ trợ người lái. Ngoài ra thì nó có những cái như là nhắc nhở màn hình ở trên chỗ người lái này, có chế độ lái, có sạc không dây, có điều hòa auto, thì nó là những cái chức năng để hỗ trợ cho người dùng và gia đình. Còn Xpander họ sẽ mạnh hơn về thứ nhất là theo cá nhân em thì có là chiều ngang rộng hơn, cái giảm sóc thì nó chắc hơn so với cả Veloz, khoảng sáng hầm xe cũng lớn hơn, nên là cái khả năng chịu khi mà vận hành, khi mà thứ nhất là được xấu, và cái thứ hai là khi mình chở full tải ấy, thì con Xpander nó sẽ hơn. Còn nếu mà mình không đi nhiều full tải, không đi nhiều bảy chỗ ấy, chỉ đi đa số là 4-5 người ấy, thì em đánh giá là cái phuộc của con Veloz này nó sẽ êm ái hơn. Và khi mà đi trên cái vận hành cái đường bằng ấy, thì cái khoảng sáng gầm xe thì nó lại là một cái điểm yếu, bởi vì khi mà anh chị đi ở trên đường bằng thì nó không có những cái địa hình quá xấu, cũng như là những cái gờ quá cao chẳng hạn, thì trọng tâm xe thấp thì đi nó sẽ ổn định hơn, nó đỡ trong trành hơn so với trọng tâm xe cao. Còn hai xe thì trang bị nó cũng xem nhau, nó cũng có một vài cái nó mạnh hơn, ví dụ như là em vừa phân tích rồi là Veloz mạnh hơn về tính an toàn, cũng hỗ trợ lái xe thì hợp với những người mua xe để chạy gia đình. Còn Xpander nó mạnh về vận hành, về chở full tải, về độ chắc chắn của phục ấy, thì khi mà mình chạy dịch vụ nó sẽ ok hơn. Đấy là những cái nhận xét của cá nhân em, thì cũng như là giới thiệu cho anh chị về nội ngoại thất của chiếc xe Veloz này, để anh chị nó cân đối được cái tầm tiền đấy thì mình sẽ chọn cái phương án nào. Và trong khuôn khổ giới thiệu nhanh và chia sẻ về quan điểm cá nhân như vậy thì em chỉ làm video được trong cái khoảng thời gian như vậy thôi. Nếu mà anh chị cần tư vấn thêm về những vấn đề gì về trả góp hay về lịch xe hay về cái này, nó còn có cả một phiên bản cao cấp hơn nữa, là có cả cam 360 rồi giữ làn đường cảnh báo tiền va chạm, thì em sẽ không so sánh với cả Xpander, bởi tầm tiền nó sẽ là khác nhau rồi. Anh chị cần em tư vấn thêm về dòng xe Veloz, về sâu hơn về lịch xe, giá xe, chọn phiên bản nào, thì có thể liên hệ giúp em qua số hotline ở trên màn hình. Em xin phép là hẹn anh chị ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.